Xin kính chào tất cả các quý vị. Tôi là Trương Hồng Sơn, là nhân viên kinh doanh của công ty phát triển nhà Đại học Hòa Bình. Hôm nay thì tôi rất là vinh dự được đứng đây để mà giới thiệu cho các quý vị về một cơ hội đầu tư tốt nhất của năm 2019, đó chính là dự án Parado Vạn An. Nội dung trình bày ngày hôm nay tôi sẽ chia làm 4 phần. Thứ nhất là tôi sẽ giới thiệu về tổng quan dự án Parado Vạn An. Thứ hai là những điểm vượt trội của dự án. Thứ ba là những lý do lựa chọn dự án Parado Vạn An. Và cuối cùng là những chính sách bán hàng dành cho các quý vị. Đầu tiên là về vị trí dự án của dự án Parado Vạn An. Thì dự án chúng ta nằm ở đây là cái bản đồ quy hoạch của thành phố Ông Ninh. Thì đây là vị trí dự án chúng ta nằm ở chỗ phường Vạn An của thành phố Ông Ninh. Phía bắc và phía tây bắc thì giáp phường Vạn An, ủy ban nhân dân phường Vạn An, công an phường Vạn An và bưu cục Vạn An. Còn phía đông, đông nam thì giáp phường Thụ Linh, đền Bà Chúa Kho, trường Cao đẳng Thống kê và thành cổ Bắc Ninh. Còn phía nam và tây nam thì giáp trường trung cấp y tế Bến Cúc Toại và sông Huyện Ngũ Khê. Từ dự án chúng ta sở hữu một liên kết vùng rất là thuận tiện, chỉ 4 km là các quý vị có thể di chuyển đến khu công nghiệp Yên Phong, khu công nghiệp Samsung và cao tốc Nội Bài Quảng Ninh. Chỉ mất có 3 km là quý vị có thể di chuyển đến các cầu Như Nguyệt và 1,5 km quý vị di chuyển đến quốc lộ 1A. Và cái đường tỉnh ngay dự án chúng ta thì sát với cái đường tỉnh lộ 286 mới mở, quy hoạch đã được phê duyệt. Về quy hoạch hạ tầng giao thông thì đây là vị trí dự án chúng ta, đây là tiểu khu Đinh Hương và bên này là tiểu khu Giáng Hương. Thì đây là cái tuyến đường tỉnh lộ 286 mới rộng 34m mà đã được phê duyệt của tỉnh Bắc Ninh. Về tổng quan của dự án thì tên dự án và tên thương mại của dự án là dự án Parado Vạn An, chia làm 2 tiểu khu, một là tiểu khu Đinh Hương, hai là tiểu khu Giáng Hương. Chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Parado Việt Nam. Quy mô dự án là 3,2 ha. Trong đó thì là tiểu khu Đinh Hương là chiếm 1,9 ha, mật độ xây dựng là 40%, diện tích cây xanh là 6,4%. Hai là tiểu khu Giáng Hương là 1,3 ha, thì mật độ xây dựng là 25%, diện tích cây xanh là 15,2%. Các loại diện tích thì rất là đa dạng, từ 85 cho đến 88 m², có 38 lô ở những cái dãy K1 và K2, có các diện tích là 100 m² là 58 căn, thì là diện tích là nằm ở khu CL1 và CL2. Diện tích 102 và 154 m² có 17 căn, đều là căn góc. Có 10 căn là diện tích là 325 m², là những dãy nhà hỗn hợp. Tiện ích của dự án là sau này sẽ phát triển xây là những nhà hàng Hàn Quốc, quán cà phê, phòng trà, karaoke Hàn Quốc, siêu thị thực phẩm sạch và hàng tiêu dùng nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, khách sạn mini phòng khách Hàn Quốc, cửa hàng hoa, cửa hàng thời trang, mỹ phẩm cũng là đều là nhập khẩu từ Hàn Quốc, phòng khám trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc. Những cái điểm vượt trội của dự án là trung tâm thành phố Bắc Ninh trong tương lai không xa, bởi thành phố Bắc Ninh chỉ có quy hoạch và chỉ có thể phát triển về phía tây của thành phố. Đây cũng chính là cơ hội đầu tư cho thuê shop house để các đối tác người Hàn Quốc và vận hành chuỗi cửa hàng dịch vụ hướng tới đông đảo đối tác là người Hàn Quốc của công ty Parado Việt Nam. Những cái điều tôi vừa chia sẻ trên thì đây tôi sẽ đưa ra những cái lý do nhất định mà các quý vị nên lựa chọn cái dự án Parado Vạn An. Thứ nhất là quy hoạch rất là tốt, và thứ hai là phát triển cái trung tâm ngã 6 mới của thành phố Bắc Ninh, tiện ích thì đẳng cấp và đột phá lợi nhuận, hạ tầng đã hoàn thiện và có thể bán ra đất trong vòng 24 giờ. Còn tiến độ thanh toán ở đây thì chia làm 4 đợt. Đợt đầu tiên là quý vị thanh toán 50% và ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Thứ hai là thanh toán 30% sau 30 ngày đóng tiền đợt 1. Và thứ ba là đóng 15% sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền đợt 2. Và đợt cuối cùng là 5% sau khi dự án đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn chính sách bán hàng hiện tại thì quà tặng cho khách hàng giao dịch từ một sản phẩm. Đầu tiên là tặng xe SH1 phiên bản thời trang trị giá 60 triệu cho khách hàng giao dịch sản phẩm trị giá dưới 2,8 tỷ. Thứ hai là tặng xe SH125i phiên bản ABS trị giá 102 triệu dành cho những khách hàng mua sản phẩm trị giá từ 2,8 cho đến 3,6 tỷ. Và thứ ba là đối với những khách hàng giao dịch với số lượng lớn, thì đối với khách hàng mua giao dịch từ 2 cho đến 4 lô thì chiết khấu 2% cộng
tên là một chiếc xe SH1 phiên bản thời trang trị giá là 60 triệu. Đối với khách hàng mua từ 5 cho đến 7 lô thì chiết khấu trực tiếp 3% vào giá bán và cộng theo thêm một chiếc xe SH phiên bản ABS trị giá 102 triệu. 3 là cái chính sách thứ 3 là chiết khấu 2% cho khách hàng thanh toán sớm 95% và chiết khấu trực tiếp vào giá bán. Và điều đặc biệt cuối cùng nữa là khi mà khách hàng mà đăng ký xây nhà dưới 2 tầng thì chủ đầu tư sẽ hỗ trợ thêm là 10 tấn xi để cho các quý vị xây nhà, và xây nhà trên 3 tầng thì sẽ tặng là 20 tấn xi. Và chương trình của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn.